Bệnh vẩy nến da đầu xuất hiện dưới dạng những mảng dày đỏ, có vảy trắng bạc và gây ngứa ngáy khó chịu cho người bị mắc phải. Vậy đâu là nguyên nhân và triệu chứng của căn bệnh này? Vẩy nến da đầu là căn bệnh ngoài da phổ biến, nguyên nhân gây bệnh là do hệ miễn dịch suy yếu, rối loạn cũng như do yếu tố môi trường ảnh hưởng. Việc tế bào da sản sinh quá nhanh do rối loạn hệ miễn dịch và chồng chất thành từng mảng đỏ trên da đầu, thường có vảy màu trắng bạc. Bệnh vẩy nến da đầu không lây nhiễm cho người khác, đây không phải là một bệnh truyền nhiễm, nhưng có tính di truyền trong gen của gia đình. Triệu chứng của vẩy nến da đầu phổ biến nhất là xuất hiện các mảng bám dày, sưng đỏ. Trên bề mặt các mảng này là các vảy màu trắng bạc dễ bị bong tróc và chảy máu. Triệu chứng phổ biến thứ hai đó là ngứa. Đây là một trong những triệu chứng gây khó chịu nhất. Mức độ ngứa có thể dữ dội và liên tục không ngừng. Một số người bệnh cũng có cảm giác bỏng rát, gãi ngứa nhiều, còn khiến người bệnh bị rụng tóc và nhiễm trùng. Bên cạnh đó, da đầu khô bong tróc như gào và tóc bị rụng trong thời gian bệnh cũng là triệu chứng biểu hiện rõ nhất cho vẩy nến da đầu. Trên đây là một số nguyên nhân và triệu chứng của bệnh vẩy nến da đầu. Liên hệ ngay với iCare Phạc Ma để được tư vấn, giải đáp, giúp bạn thoát khỏi căn bệnh khó chịu này nhé.